Xin chào các bạn, mình đang có ở đây 3 chiếc máy phân khúc giá 6 triệu đồng, đó là Oppo F1S, Huawei GR5 2017 và cuối cùng là Samsung Galaxy J7 Prime. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một video đo hiệu năng giữa 3 thiết bị này. Trước khi chúng ta vào bài đo thì mình muốn lướt qua thông số của cả 3 chiếc máy một chút. Cả 3 máy thì đều có bộ nhớ lưu trữ là 32GB và bộ nhớ RAM là 3GB tương đương nhau. Ở đây thì có chiếc Oppo F1S là kém cỏi hơn về độ phân giải màn hình với chỉ HD 720p. Còn lại thì chiếc GR5 2017 và J7 Prime thì đều là màn hình Full HD. Nói riêng về vi xử lý, chiếc Oppo F1S được trang bị CPU MediaTek MT6750 với 8x1.5GHz. Chiếc GR5 2017 thì sử dụng CPU do Huawei tự sản xuất, đó là 2 Silicon Kirin 655 với 4x2.1GHz tốc độ cao và 4x1.7GHz tiết kiệm điện. Samsung cũng tự trang bị vi xử lý nhà chồng ngược là Exynos 7870 cho chiếc J7 Prime với 8x1.6GHz. Vừa có độ phân giải màn hình thấp hơn, nhân đồ họa lại mạnh hơn là Mali T860 trên chiếc Oppo F1S. Trong khi đó thì chiếc GR5 2017 và J7 Prime thì được sử dụng nhân đồ họa Mali T830. Chúng ta dễ thấy được là lợi thế xử lý đồ họa sẽ nghiêng nhiều hơn cho thiết bị tới từ Oppo. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua phần mềm chấn điểm hiệu năng AnTuTu Benchmark. Điểm số ở đây chênh lệch rất lớn giữa chiếc GR5 2017 với hai thiết bị còn lại. Chiếc Oppo F1S và J7 Prime thì khá tương đương nhau với mức điểm lần lượt là 42.000 và 44.000. Trong khi đó thì chiếc Huawei GR5 2017 lại trội hơn lên tới 57.000 điểm. Xem chi tiết từng thang điểm thì điểm xử lý đồ họa 3D là hơn 9.000 điểm, gần như là gấp đôi so với chiếc Oppo là 4.700 điểm, mặc dù sử dụng nhân đồ họa yếu hơn cùng với màn hình độ phân giải Full HD. Giờ mình muốn cho các bạn thấy là cả 3 máy đều đang hoạt động bình thường, không sử dụng bất kỳ một chế độ hạn chế hiệu năng hay tiết kiệm pin nào cả. Riêng trên GR5 2017 và J7 Prime thì ngoài chế độ tiết kiệm pin thông thường, chúng ta còn có một chế độ gọi là siêu tiết kiệm pin để đưa máy về với chỉ một số ứng dụng cơ bản cùng với màn hình đen trắng. Giờ thì mình sẽ thoát hết ứng dụng chạy nền, làm sạch RAM và khởi động lại cả 3 chiếc máy để chúng ta vào bài thử nghiệm. Như thường lệ, chúng ta vẫn có 8 game với 4 game nặng và 4 game nhẹ. Hãy cùng bắt đầu với Asphalt 8. 1, 2, 3. Chiếc GR5 đã vào game đầu tiên. Tiếp theo là Oppo F1S. J7 Prime thì vào sau cùng. Mở màn chưa được suôn sẻ lắm cho Samsung. Giờ thì chúng ta sẽ cùng vào một màn chơi để so tiếp. Cả 3 máy mình đều thiết lập mức đồ họa cao nhất cho công bằng rồi. GR5 2017 vẫn bỏ lại hai đối thủ bên cạnh để vào màn chơi trước. Lần này theo sau là chiếc J7 Prime và về cuối cùng là Oppo F1S. Nova 3. Rất bất ngờ, có vẻ như là chiếc J7 Prime đang vươn lên và dẫn đầu với tựa game này. GR5 thì theo sau rất sát, Oppo F1S thì vẫn bị tụt lại sau cùng. Mới chỉ là khởi động thôi, vẫn còn chưa nói lên được điều gì. Cũng như Asphalt 8 thì hãy cùng vào một màn chơi và cùng một điểm checkpoint. GR5 2017 đã vào game trước, rất ổn định. J7 Prime và Oppo F1S thì cũng đồng thời vào game. Chúng ta sẽ chấp nhận một kết quả hòa đi, cả hai máy đều về nhì. Giờ thì mình muốn cho các bạn thấy trải nghiệm thực tế chơi game nặng ra làm sao. Có vẻ như là Oppo F1S và GR5 2017 cho trải nghiệm chơi game mượt mà hơn so với chiếc J7 Prime. Chiếc máy của Samsung chơi khá giật. Hãy cùng soi vào một điểm ở trên nền đất đá này. Dễ thấy là GR5 2017 và J7 Prime thì tự động nhận cấu hình ở mức độ họa cao. Nhìn chỉ khác nhau một chút do nhiệt màu màn hình giữa hai máy ấm lạnh khác nhau thôi. Ở trên chiếc Oppo F1S thì tự động nhận cấu hình mức đồ họa trung bình. Các khối đất đá không nhiều chi tiết texture như là ở trên hai chiếc máy còn lại để giảm thiểu mức xử lý. Như vậy là chiếc máy của Oppo có được trải nghiệm mượt mà hơn là do cắt xén từ độ phân giải hiển thị tới mức xử lý đồ họa. Đó cũng là một thủ thuật khôn khéo của hãng dành cho những khách hàng mà không quá khắt khe về chất lượng hiển thị thôi. Ở trên chiếc GR5 2017 thì chơi max setting nhưng mà xử lý vẫn rất mượt mà, khung hình trên dây cao và ổn định. Chiếc J7 Prime thì lại rất giật, khung hình trên dây rất thấp. Mình nghĩ là nếu như không giảm mức đồ họa xuống thì ở các pha cháy nổ ầm ầm chắc không chơi nổi. Được rồi, hãy cùng đến với tựa game thứ 3, Free Blade Warhammer. Chiếc máy của Huawei vẫn cho phong độ rất ổn định và dẫn đầu với tựa game này. J7 Prime lại về thứ 2 và Oppo F1S thêm một lần nữa về sau cùng. Tốc độ không phải là lợi thế của chiếc máy này, bù lại hiệu năng chơi game ổn định hơn so với chiếc J7 Prime mà thôi. Chúng ta lại cùng vào tiếp một màn chơi, mình muốn so thử tiếp trải nghiệm chơi game với tựa game nặng này nữa.
GR5 2017 đã sẵn sàng. Tiếp theo sau vẫn là Z7 Prime và cuối cùng vẫn là vị trí dành cho Oppo F1S. Cùng một khung cảnh, các bạn thấy là chiếc Z7 Prime cho trải nghiệm xử lý không được mượt mà và ổn định như là GR5 cũng như là F1S. Chiếc máy của Huawei cho độ mượt theo mình cảm thấy là vượt trội hơn cả. Để thấy được là Huawei tối ưu vi xử lý tự phát triển tốt hơn so với Samsung. Game nặng cuối cùng, Death Stranding 2. Game này thì mình sẽ thử tốc độ vào game thôi, chứ các màn chơi không giống nhau được nữa rồi. Lại là GR5 dẫn đầu, Z7 Prime về thứ hai và Oppo F1S theo sau cùng. Tuy nhiên thì lần này các bạn thấy là khoảng cách giữa chiếc Z7 Prime và F1S ngắn hơn. Giờ chúng ta tiến tới hàng game nhẹ, Temple Run 2 nào. Kết quả vẫn như vậy. Chiếc Oppo F1S mình không hiểu tại sao lần nào vào chơi game cũng chạy cái downloading content. Mình đã chạy đi chạy lại hơn 10 lần rồi nhưng mà đều vẫn vậy. Có vẻ như là có một chút vấn đề với bộ nhớ lưu trữ của game với máy. Thêm một game chạy vô hạn nữa, Subway Surfer. Chúng ta vẫn có một kết quả tương tự như các game trước. Skyfall Reloaded. Cũng như vậy, GR5 vẫn luôn thể hiện một khả năng xử lý nhanh và ổn định. Game cuối cùng cũng là game nhẹ nhất, Zombie The Tsunami. Lúc này thì chiếc Z7 Prime vươn lên dẫn đầu một cách danh dự, GR5 2017 theo sau và về đích cuối cùng vẫn là Oppo F1S. Như vậy là chúng ta đã kết thúc màn đo tốc độ, kết quả ra sao thì các bạn cũng có thể thấy rồi. Giờ thì mình sẽ đo tiếp khả năng chạy bền của cả ba chiếc máy này. Cả ba máy thì đều có bộ nhớ RAM 3GB, khá tương đương nhau, để xem ai hơn ai khi giữ được nhiều ứng dụng chạy nền hơn. Chúng ta trở lại ngay với Skyfall. Cả ba máy đều giữ được dễ dàng. Subway Surfer cũng đều sẵn sàng để chơi tiếp. Temple Run 2 cũng như vậy. Những game nhẹ nhàng này không gặp phải khó khăn gì trên cả ba thiết bị của chúng ta. Death Stranding 2 vẫn đang chờ để vào game. Chắc là chưa vào trong hẳn nên là cũng nhẹ nhàng thôi, chứ chưa có gì nặng nề hết ở đây cả. Còn lại ba game nặng cuối cùng mới là vấn đề, để xem Free Blade Warhammer ai trụ được nào. Vâng, như vậy là không máy nào đủ sức để giữ đa nhiệm game này. Chúng ta vẫn còn hai tựa game nữa. Vẫn chưa có kết quả nào khác biệt giữa cả ba chiếc máy về khả năng đa nhiệm tính đến thời điểm này. Nova 3 thì sao? Rất tuyệt vời, đáng khen cho chiếc Oppo F1S. Trong khi GR5 2017 và Z7 Prime phải bỏ lại game này thì chiếc máy của Oppo vẫn trụ lại được. Có lẽ là mức đồ họa nhẹ hơn, độ phân giải màn hình nhỏ hơn lại trở thành lợi thế trong lúc này. Game cuối cùng, Asphalt 8. Như vậy là đến cuối cùng thì chiếc GR5 2017 đã kịp lấy lại vị thế. Chia buồn với Z7 Prime vì đã không thể có kết quả tốt hơn. Mặc dù có thể là nhỉnh hơn so với chiếc Oppo F1S một chút về tốc độ vào game, nhưng mà hiệu năng xử lý đa nhiệm và trải nghiệm độ mượt thì đều tỏ ra thua thiệt hơn so với cả hai chiếc máy còn lại. Riêng về Oppo F1S thì mình cảm thấy là máy cho hiệu năng xử lý khá ổn định, chơi game mượt mà do có độ phân giải màn hình 720p, khả năng xử lý đa nhiệm tốt với 3GB. Ở trong màn thử nghiệm này thì chiếc GR5 2017 cũng cho khả năng xử lý đa nhiệm tương đương và không thua kém bất kỳ một thiết bị nào. Còn lại thì độ mượt mà khi chơi game và tốc độ thì thể hiện một cách vượt trội hơn so với Oppo F1S và Samsung Galaxy Z7 Prime. Các bạn nghĩ sao về kết quả của bài đọc này? Hãy comment chia sẻ suy nghĩ phía bên dưới. Mình sẽ còn gửi tới các bạn những đánh giá so sánh chi tiết hơn về ba thiết bị này trong thời gian tới. Nhớ chú ý theo dõi trên VN Review Channel. Còn bây giờ thì xin chào.